Vâng, xin chào mừng quý bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiến Xe Tải Thủ Đô. Thì trong những video trước thì em Tiến cũng đã phân tích cho các quý vị bác tài nào chưa biết về chiếc xe tải Đồng Vàng Đế 8 này đã có những cái nhận định là chiếc xe tải này yếu rồi. Đó, thì em cũng Tiến cũng khẳng định là chiếc xe tải Đồng Vàng Đế 8 này nó rất là khỏe và đã có những khách hàng của em Tiến chứng minh rồi. Đó, có những anh khách ở trên Sơn La này, Phú Thọ này, Điện Biên này chở lên đến là 16 17 tấn hàng mà đi đường đèo Tây Bắc nha. Và còn có những anh khách ở chỗ khu vực Tây Nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắk này hay là ở Bình Dương chở gỗ này, chở mủ cao su lên đến là 19 20 tấn hàng, tổng cả xe cả hàng lên đến là 24 25 tấn. Thì anh em biết được chiếc xe tải Đồng Vàng này nó khỏe đến mức độ nào rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc xe có cái moment xoắn đầu ra lên đến là 650 Nm và đây là cái moment xoắn gần như lớn nhất trong cái cúp xe tải 8 tấn rồi. Ngang ngửa với những chiếc xe như Taco Oman này hay là Trang Long M3. Đó, bởi vì chiếc xe tải Đồng Vàng Đế 8 sử dụng với khối động cơ Yutra IC160 thế hệ cực kỳ mới này, nó được đặt trên chiếc M3 nha. Nó được đặt trên chiếc M3 Trang Long và nhất nguyên đặt trên chiếc xe tải Đồng Vàng Đế 8 này, nên là nó có cho ra cái moment xoắn đầu ra cực kỳ lớn, đó là lên đến là 650 Nm. Và để mà chở được cái lượng hàng lớn tải nặng như vậy, 16, 17 thậm chí là 19 tấn thì anh em vẫn phải độ thêm một phần nữa về cái phần thùng thì anh em mới có thể đáp ứng được nguồn hàng nha. Chiếc xe đã khỏe rồi nhưng em phải làm thêm cái phần thùng như nào thì mới có thể chở được hàng. Và trong video ngày hôm nay em Tiến sẽ đưa thêm cho anh em những cái phần mà anh em làm thêm cái phần thùng để có thể chở hàng tải nặng nha. Đầu tiên, khi mà các bác tài muốn xác định là anh em chở từ 16, 17 tấn trở lên ấy, thì anh em nên lựa chọn phiên bản thùng cao cấp ở bên đại lý Tây Đô chúng em. Với phiên bản thùng cao cấp này thì nó sẽ dày dặn và chắc chắn hơn so với phiên bản thùng tiêu chuẩn rất là nhiều. Đầu tiên đó là về cái phần thùng, thì tất cả những cái vật liệu ở trên thùng này thì chúng em đều sử dụng đó là thép của Hòa Phát, và đây là loại thép đủ nên là anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng rồi. Thép Hòa Phát gần như là loại thép đắt nhất ở trên thị trường Việt Nam rồi. Đó, và tất cả những cái phần trụ như chiếc xe ở bên cạnh em đây là phiên bản thùng cao cấp, thì tất cả cái phần trụ này đều là ú đúc 120 và nó là loại to nhất. Đó. Những cái phần bọc inox bên ngoài này chúng em sử dụng đó là inox 201 và có cái độ dày lên đến là 1 ly nên là anh em hoàn toàn yên tâm về cái độ dày bên ngoài rồi. Đó, về vật liệu hay là về chất lượng của thùng thì đã được khẳng định rồi, bởi vì chúng em đóng ở cái thùng này là ở dưới Yên Mỹ, Hưng Yên, là một trong những cái nôi mà đóng thùng gần như đẳng cấp nhất miền Bắc rồi. Đó. Đó, anh em ở trong miền Nam thì có thể là chưa biết, nhưng mà anh em ở miền Bắc khi mà nhắc đến Hưng Yên là biết được là cái nơi đóng thùng cực kỳ uy tín rồi, và bọn em có một cái xưởng rất là lớn là đóng thùng ở dưới đấy, nên là anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng của cái phiên bản thùng cao cấp này, nó sẽ khác biệt hẳn so với phiên bản thùng tiêu chuẩn nha. Và nếu mà anh em xác định mà chở tải nặng thì vẫn nên lấy chiếc xe tải phiên bản thùng cao cấp như này. Với phiên bản thùng cao cấp thì nó đã được trang bị sẵn đó là một lớp sàn gỗ rồi. Với phiên bản đây là sàn gỗ, là sàn gỗ táu, và nó có độ dày lên đến là 3 phân nha, 3 cm nha anh em. Với cái dầm gỗ như này thì nó sẽ chịu tải ấm rất là tốt và nó sẽ giúp chúng ta là không bị võng sàn khi mà anh em chở tải nặng. Anh em biết là khi mà cõng lên đến là khoảng tầm 18 19 tấn hàng ấy thì cái việc võng sàn, nếu anh em sử dụng sàn thép mỏng ấy, đầu đấy khoảng tầm 2 ly rưỡi nó sẽ bị võng ngay. Đó, còn với cái phiên bản thùng cao cấp như này đã được thêm một lớp sàn gỗ rồi. Đương nhiên là ở bên trên thì vẫn có lớp sàn thép nên anh em hoàn toàn yên tâm, vẫn có sàn thép 2 ly rưỡi và thêm một lớp sàn gỗ 3 ly nữa. Đó. Và chúng em còn đan thêm một lớp đan thêm những cái dầm gỗ đan xen giữa dầm gỗ và dầm thép như là em thấy ở đây. Đó, và trên cái thùng 6m3 như của chiếc xe tải Đồng Vàng Đế 8 này chúng em để lên đến là 18 dầm cơ. Rất là khít luôn. Anh em thấy ở đây là khoảng tầm hơn 30 phân là có một dầm rồi. Đấy, khoảng cách giữa hai cái dầm này nó chỉ khoảng hơn 30 phân một chút thôi. Đấy, nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái độ chắc chắn của cái sàn này. Và khi mà anh em chở hàng tải nặng thì theo em thì anh em nên làm thêm 6 cái tăng đơ, 3 cái tăng đơ mỗi bên. Đó. Việc mà anh em hoàn toàn có thể làm 4 cái tăng đơ hoặc 6 cái tăng đơ tùy vào cái lượng hàng mà anh em sử dụng. Đó. Còn một cái phần lưu ý nữa là anh em nên độ thêm nhíp. Nếu mà anh em xác định chở 20 tấn ấy, anh em nên độ 6 lá nhíp đằng sau. Đó. 4 lá nhíp gánh và 2 lá nhíp thường rồi. Đấy là đã đủ để anh em có thể chở lên đến là khoảng 20 tấn hàng rồi. Và vừa rồi thì em Tiến cũng đưa ra một số cái phần để khi mà anh em chở hàng tải nặng có thể làm thêm một cái phần thùng nha. Đó, em khuyên anh em nên là lựa chọn phiên bản thùng xe tải Đồng Vàng Đế 8 phiên bản cao cấp luôn, và chỉ làm thêm một chút nữa về phần nhíp, về phần tăng đơ và phần níu giữ thùng thôi. Đó, là anh em hoàn toàn có thể chở lên đến là 19 20 tấn hàng rồi. Còn chiếc xe tải Đồng Vàng Đế 8 là một chiếc xe tải rất là khỏe, đã được khẳng định bởi những khách hàng sử dụng rồi, nên là anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Nếu anh em có nhu cầu về những cái chiếc xe tải từ 1 đến 8 tấn, có thể liên hệ dưới hotline em Tiến để với góc dưới
em Tiến để bên dưới góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.